Xuân Phương thân mến chào các bạn trở lại với chương trình Việt Nam 360, một chương trình bình luận thời sự do kênh YouTube Việt Tân thực hiện. Kính thưa quý vị, việc Tổng Bí thư Đảng Cầm sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước ông Nguyễn Phú Trọng đã không xuất hiện trước công chúng từ sau cơn đột quỵ hôm 14 tháng 4. Đặc biệt là ông đã không dự tang lễ của ông Lê Đức Anh, mà thay vào đó người ta đưa vòng hoa của ông Trọng đến viếng và xướng danh ông là người đứng đầu ban tang lễ gồm 39 người đã khiến cho dư luận xôn xao, tạo ra những suy đoán đồn đại. Một số đồn đại phải nói là ly kỳ. Câu nói hôm 7 tháng 5 của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Thị Nhân rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm xuất hiện làm việc đã không thuyết phục được dư luận, bởi vì sự xuất hiện của ông Nguyễn Phú Trọng trong tang lễ của ông Lê Đức Anh rất quan trọng, không phải chỉ cho riêng cá nhân của ông Trọng mà còn đối với tập thể Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam nếu ông Trọng xuất hiện trong tang lễ, tức là ông đã phục hồi chỉ sau 3 tuần, cho thấy cú đột quỵ ở Kiên Giang không đến nỗi nào và ông Trọng vẫn có thể cầm chịch hai trách vụ tổng bí thư và chủ tịch nước. Nhưng tình trạng sức khỏe đã không cho phép ông Trọng xuất hiện. Điều này cho thấy là cú đột quỵ của ông Trọng vừa qua không nhẹ tí nào. Nói cách khác là tuy tính mạng có thể không còn bị nguy hiểm, nhưng sự hồi phục để trở lại bình thường như trước ngày 14 tháng 4 sẽ rất khó và ông Trọng sẽ dần dần rơi vào tình trạng vô năng không còn có thể hoạt động bình thường và chắc chắn không còn đảm đang được hai vai trò quan trọng là tổng bí thư đảng kiêm chủ tịch nước các biến chứng của một cơn đột quỵ nặng thường là mất trí nhớ không còn khả năng diễn đạt và có khi bị liệt tứ chi hay nghiêm trọng hơn là bị hôn mê vĩnh viễn trong trường hợp có thể phục hồi, cần phải rất nhiều thời gian và nỗ lực điều trị mà cũng không thể nào trở lại như xưa. Ở lứa tuổi gần 80 thì việc phục hồi lại càng không phải dễ. Đảng Cộng sản Việt Nam dù muốn hay không cũng sẽ phải tuyên bố việc thay thế ông trọng. Ông trọng hiện nay đang đảm trách bốn công việc rất quan trọng. Công việc thứ nhất là phụ trách tiểu ban nhân sự đại hội 13 tức là sắp xếp chọn lọc khoảng 600 cán bộ để giữ những trách vụ trong Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Bí thư và các cán bộ của 63 tỉnh thành trực thuộc Trung ương, Đại biểu Quốc hội sau đại hội 13. Đây không phải là công việc dễ dàng vì phải đối đầu gay gắt với những đòn phá ngầm của các phe phải. Công việc thứ hai là phụ trách tiểu ban về đường lối và tài liệu đại hội 13 tức là soạn thảo đường lối hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 10 năm tới. Công việc này đặc biệt khó khăn trong bối cảnh phai nhạt của định hướng xã hội chủ nghĩa. Công việc thứ ba là vai trò của người đốt lò vĩ đại, đứng đầu ban phòng chống tham nhũng nhằm thanh lọc hàng ngũ đảng. Và công việc thứ tư là chỉ đạo nhà nước và chính phủ tiến hành chính sách đu dây, sao cho hiệu quả, trong bối cảnh xung đột ngày một gây gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc để giữ không làm sức mẻ tình hữu nghị đối với Trung Cộng khi mà sự hợp tác chiến lược giữa Cộng sản Việt Nam với Hoa Kỳ ngày một gia tăng. Đương nhiên, ông Trọng có nhiều người phụ tá, nhưng ở vai trò lãnh đạo, ông Trọng phải suy nghĩ để đưa ra những đề xuất và nhất là cầm chịch các quyết định quan trọng về nhân sự, vị trí đóng góp của từng phe, từng thành phần với tình hình sức khỏe suy yếu hiện nay, ông Trọng khó có thể tiếp tục làm tốt bốn công tác quan trọng này. Đó là chưa kể đến những đối thủ của ông Trọng tìm cách gây áp lực, tạo ra những căng thẳng trong nội bộ, khiến ông Trọng có thể phải tự buông bỏ nếu muốn bảo toàn tính mạng. Đây là những thủ đoạn thường được các phe nhóm áp dụng tại những quốc gia độc tài. Quả thật là không ai ngờ chuyến đi Kiên Giang hôm 13-14 tháng 4 lại trở thành chuyến đi đền mệnh không chỉ riêng đối với ông Trọng mà cho cả tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong tình trạng sức khỏe hiện nay, ông Trọng sẽ cần tới sự giúp đỡ của hai nhân vật thân tính, đó là ông Trần Quốc Vượng và ông Phạm Minh Chính, cả về đường lối và chỉ đạo trong nội bộ đảng, đặc biệt là các chuẩn bị về nhân sự, đường lối và tổ chức Đại hội 13. Vô hình chung, hai ông Vượng và ông Chính sẽ thao túng quyền lực ở trong đảng với dự kiến là ông Vượng sẽ nắm ghế tổng bí thư và ông Chính sẽ thành thường trực ban bí thư trong đại hội 13. Bên cạnh đó, trong vai trò là thủ tướng chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ đóng luôn vai trò chủ tịch nước trong các quan hệ đối ngoại cũng như tham dự các hội nghị quốc tế. Nói một cách khác, khi ông Trọng vô năng thì ông Nguyễn Xuân Phúc nghiễm nhiên trở thành nhân vật lãnh đạo có tầm vóc duy nhất trong con mắt của quốc tế Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh vào năm 1954 là tuổi sẽ về hưu vào tháng Giêng năm 2021. Nhưng với lợi thế bất ngờ hiện nay sẽ giúp cho ông Phúc có thể được Bộ Chính trị và Trung ương Đảng khóa 12 giới thiệu làm tổng bí thư của khóa 13. Với kịch bản nói trên, sự vô năng của ông Trọng sẽ dẫn đến cuộc chạy đua ghế tổng bí thư cho nhiệm kỳ 13, tức là từ năm 2021 đến năm 2026 giữa phe của ông Trần Quốc Vượng và phe của ông Nguyễn Xuân Phúc. Cuộc chiến sẽ bùng nổ lớn trong những ngày tháng trước mặt và sẽ còn gây gắt hơn những gì đã xảy ra giữa hai phe trọng dũng vào năm 2016. Rồi những đấu đá tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình hình của đất nước? Xuân Phương rất mong nhận được những góp ý của các bạn. Và Xuân Phương xin kính chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Việt Nam 360 lần tới. Các bạn nhớ đừng quên ghi danh với trang YouTube Việt Tân để đón xem những video bình luận về tin tức thời sự Việt Nam của chúng tôi.